Chân Như, ngày 24 tháng 8 năm 2003. Kính gửi các bậc tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và quý vị Phật tử nam nữ cư sĩ bốn phương. Kính thưa quý vị, Bộ sách Văn hóa Phật giáo Đường về xứ Phật và Bộ sách Văn hóa Phật giáo Giới đức làm người đến nay đã được nhà nước cho phép in ấn và phát hành. Hai bộ sách trên đây là trong những bộ sách văn hóa Phật giáo Mười giới đức thánh Sa Di, Giới đức thánh Tăng và Thánh Ni, Đạo đức nhân bản nhân quả. Đó là những bộ sách chấn chỉnh lại Phật giáo, vì giáo lý chân chánh của Phật giáo gần như bị chôn vùi dưới lớp giáo lý tập hợp của các tôn giáo khác và những kiến giải của các hệ phái khác nhau trong Phật giáo phát triển Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông. Những bộ sách văn hóa Phật giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy, giới, định, tuệ của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. Sống không làm khổ mình, khổ người, và làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai, thì hãy tu tập như tác giả. Có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này mà bình luận bộ sách này, thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó. Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó, thì quý vị quá nông cạn, đã tự dối mình, dối người để che đậy những điều không phải của Phật giáo. Đó là quý vị quên đi bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngoại đạo đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp. Trong sách này dạy rằng không có thế giới siêu hình. Nếu quý vị bảo rằng có thế giới siêu hình, thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ tam minh, rồi quan sát vũ trụ, tìm xem linh hồn người chết, thần, thánh, quỷ ma ở đâu, có hay không có. Chừng đó mới bình luận sách này đúng sai. Còn bảo rằng sách này dạy không đúng lời của Phật, thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh, và phải sống cho đúng đời sống phạm hạnh của bậc thánh tăng, thánh ni. Thiền định phải nhập cho được bốn thánh định, làm chủ đời sống, tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh viện, bác sĩ, mà phải tự khắc phục các bệnh khổ, nó không còn tác động đến thân tâm, và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ được như vậy, thì quý vị mới bình luận bộ sách này đúng sai với giáo lý Phật giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được, thì xin quý vị đừng bàn đến, mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị chưa làm chủ được sự sống chết, mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay, thì cũng giống như những người mù sờ voi, thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy? Vì lời nói của quý vị không minh chứng được việc tu hành. Lời nói không đi đôi với hành động, sống và làm chủ thân tâm. Thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi. Kính thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống thiên đàng cực lạc tại thế gian này. Vì thế, chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa. Nó mất đi, loài người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn. Và nhất là, Phật giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý. Sau cùng, chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị thân tâm dồi dào sức khỏe. Kính ghi